Tiếp tục diễn biến của bộ truyện ta bị kẹt cùng một ngày ngàn năm chapter 86. Nghe Ngô Thần nhắc đến cái tên Hà Mỹ Duyên, Ngữ Dung kinh ngạc nghĩ Hà Mỹ Quyên là nhân vật chủ chốt của nhà họ Hà, nhà họ Hà ở kinh thành không hề thua kém gì nhà họ Lý cả. Anh Tô và Hà Mỹ Quyên từng có chuyện gì đó, cuộc hôn nhân hoàn hảo có thể ví như chuyện cổ tích bước đời thực của anh ta, vậy mà lại có điểm thiếu sót ư? Làm bạn với nhau suốt 30 năm nay, mình chẳng tài nào có thể tiếp tục lắng nghe bí mật này nữa. Ngữ Dung liền đứng lên, Cô nói anh Tô, anh với Ngô Thần hai người nói chuyện đi, tôi về đây, hai người có chuyện gì thì thông báo tôi sau. Thấy ngữ dung hiểu ý rời đi, Ngô Thần lên tiếng, ông chủ Tô, chị Dung đi rồi, tôi nói tiếp ha. Lão Tô liền đưa tay ra hiệu, xin mời. Ngô Thần tiếp tục nói, được thôi, 12 năm trước ông chủ Tô đã quen biết Hà Mỹ Quyền, sau cùng hai người cắt đứt liên lạc với nhau vào 8 năm trước, hai người có 4 năm tình cảm mặn nồng. Ông chủ Tô trước đây là người khiêm tốn dáng rượu uy nghiêm, khiến cho hà mỹ quyên mê như điếu đổ hai người bên nhau càng lâu cô ta càng nghiêm túc cô ta cũng nghiêm túc đòi ông phải ly hôn cho bằng được nhưng vì để dứt bỏ hà mỹ quyên ông chủ tô đây đã tiết lộ bí mật làm ăn cho đối thủ của cô ta để cô ta lao đầu vào làm việc không còn thời gian để yêu đương nữa hành động đó có hơi thiếu đạo đức lão tô nghe xong có chút e ngại nghĩ giá trị thị trường của tập đoàn kim phúc và giá cổ phiếu tất nhiên là phải hơn tình cảm cá nhân rồi vì tập đoàn dù có đê hèn đến đâu mình cũng sẽ không hề do dự, trước giờ mình chẳng phải là quân tử gì cả, nhưng theo lý mà nói, không có ai biết những chuyện này mới phải. Lão lên tiếng, ngô tiên sinh, cậu có thể nào trả lời thành thật một câu hỏi của tôi không? Sao cậu biết được những chuyện này? Ngô thần đáp, tôi từng điều tra qua. Lão khó hiếp nói, cậu mới 22 tuổi thôi mà. Ngô thần thản nhiên đáp, vậy thế thì đã sao? Lão tô nghe xong cũng không còn lời nào để nói. Ngô thần đứng dậy, anh nói đừng nhắm vào tôi nữa, Tôi thực sự rất thích Thanh ảnh, tôi thề sẽ không phụ lòng em ấy, tuy ở thời đại này, lời thề của đàn ông nghe có hơi nực cười, nhưng đây chính là thái độ. Và giác ngộ của tôi, ông chủ Tô, chúng ta đừng kẹp cô ấy vào hai thế khó nữa được không? Lão Tô liền khó chịu nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự phải để đứa con gái mình đi làm kẻ thứ ba không danh phận ư? Ừ? Thấy thái độ lão Tô đang đấu tranh, Ngô Thần mỉm cười nói, ông chủ Tô, như này đi, chúng ta đều là đàn ông với nhau, dùng cách giải quyết như truyền thống đi. Lão khó hiểu nói, cách như truyền thống gì cơ. Ngô thần giản thích, không phải truyền thống của Trung Quốc chúng ta là kính già yêu trẻ, nghe lời bố mẹ hay sao. Lão liền toát mồ hôi cái anh ngô nách ham này, thái độ cường thế không chịu khuất phục, nhân nhượng. Nói ra câu đó như ám chỉ gọi mình là bố ư, tên nhóc này đúng rất là đặc biệt, chẳng trách Đinh Thụy Long đấu không lại tên nhóc này, chật. Trong lớp trẻ chắc chẳng có ai là đối thủ của cậu ta. Ngô thần liền nhanh nhỏ chạy tới chỗ bố vợ tương lai rót trà lão tô bây giờ cũng coi như là chấp nhận thằng con rể mỏ hỗn này. Lão nói chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ để mắt đến cậu bất cứ lúc nào nếu cậu dám đối xử tệ với thanh ảnh. Nhưng không để bố vợ nói nhiều, ngô thần khéo miệng nói, nếu ông chủ tô thật sự có thể để mắt tôi và thanh ảnh mãi, tôi tin chắc rằng thanh ảnh em ấy sẽ rất vui đấy. Có quả con rể bá đạo như này cũng tốt, nhưng mỗi tội cái mỏ hơi hỗn, không kiên kỵ một ai. Một tiếng sau về phía ô ngữ dung, cô đã về nhà từ lâu, nhưng vẫn đang rất lo lắng cho ngô thần sao lâu vậy rồi cậu ấy vẫn chưa gọi cho mình rốt cuộc cậu ấy và anh tô như thế nào rồi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất hai người không có tiếng nói chung nếu hai người họ đối đầu với nhau mình thật sự có thể đứng về phía ngô thần mà đối đầu với anh tô chứ càng nghĩ cảm thấy khó thật đấy a à, cô bất giác liên tục cắn móng tay bỗng lúc này ngô thần liền ôm cô từ phía sau anh ngọt ngào hỏi chị dung chị đang làm gì thế thấy tình yêu của mình đã về sự bất an trong lòng liền biến mất ngữ dung nói cậu không sao tốt quá rồi tốt quá rồi ngô thần ôm chặt cô trấn an tất nhiên là không sao rồi ngữ dung liền ôm chặt lấy ngô thần cô nhõng nhẽo nói ừm hôm nay tôi không cho phép cậu đi đâu hết a à. ngô thần cũng liền tình cảm nói yên tâm tôi sẽ ở bên cạnh chị thế là hai người lại cùng nhau thân mật buổi sáng ngày hôm sau sau một đêm ngô thần bị ngữ dung bắt trả bài nên dậy có chút mệt anh lên tiếng trạng thái của chị dung hồi phục ổn áp nhỉ ngữ dung từ sớm đã dậy sớm sửa soạn trang điểm. Cô liền mắng yêu anh, hùng xấu xa, cậu giành công như thế rất đáng ghét đấy. À đúng rồi, dạo gần đây tôi đã rút toàn bộ tiền quỹ có liên quan đến nhà họ Đinh rồi, chỉ cần không ảnh hưởng đến kinh doanh của Sâm Lan, thật ra tôi có thể huy động được khoảng 2 tỷ. Ngô thần lên tiếng, ô lão gia đang điều trị ở Ma Đô đúng chứ, chắc hai ngày nữa tôi sẽ đến Ma Đô, hay là tôi đi nói chuyện với ông ấy. Ngữ dung liền tức đáp, nói gì mà nói, thái độ của ông ta như nào không quan trọng, thứ thật sự có thể vây bắt nhà họ Đinh chính là hiện kim. Ngô thần ngọt giọng nói, để tôi đi nói với ông ấy chuyện chuyển quyền cố phiếu sang cho chị. Ngữ dung đáp, hà cậu có biết là bố tôi đang nắm giữ 29% cổ phần không, gấp 5 lần tôi đấy, chuyển cho tôi ư, sao có thể. Ngô thần liền đến gần giúp ngữ dung đeo dây chuyền, anh nói điều này có hơi khó, nhưng tôi nghĩ rằng có thể thử cố gắng xem sao. Ngoài ra còn có một chuyện, truyền thông hợp chúng chắc sẽ bắt đầu điều tra thần vụ từ chỗ bạn học tống, chị Dung phải sắp xếp trước đấy. Ngữ Dung đáp, yên tâm đi, tôi sẽ không để họ động vào huyên huyên đâu. Lúc này Ngô Thần liền nhận được cuộc gọi từ Mao Như Tùng, anh nói, alo ông chủ Mao có chuyện gì à? Lão Mao khẩn trương nói, Ngô Tiên Sinh, Đinh Thụy Long phát hiện ra Hạ Thi Cầm và Hạ Hân Hân không có ở Ma Đô, hắn đang tìm người khắp nơi. Anh đáp, được tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý. Anh liền nói chị Dung, tôi có chuyên nên đi trước đây. Ngữ Dung nhìn anh Ngô mà có chút không nỡ rời xa à nha. Một tiếng sau, Hạ Thị cầm thấy anh Ngô đến, cô vui vẻ nói, thầy đến rồi. Tiết học hôm nay có thể ra ngoài vẽ vật thực không? Ngô thần liền xoa đầu hân hân, anh cười tươi đáp, hôm nay không học, thầy đến để giúp hai người chuyển nhà. Bé hân hân hồn nhiên nói, ố dìa, em thích nhất là chuyển nhà á, vậy em đi dọn đồ đầy. Hạ Thi cầm hiểu được sự nghiêm trọng, cô nói thầy, lẽ nào người đó? Ngô thần nói, đúng vậy hắn đang tìm hai người, tôi nghĩ hắn sẽ điều tra ra được hai người đang ở đây sớm thôi, Vậy nên phải tạm thời chuyển đến nơi mà hắn không thể điều tra ra được. Thi Cầm hỏi, nhưng đi đâu cơ? Ngô Thần nói, nhà của Nhược Băng. Vẻ mặt của Hạ Thi Cầm nghe vậy có chút ngượng, nhưng mà sướng nghĩ, hà nếu đến nhà của tiểu thư Lý, không phải là có thể gặp được thầy Thường Xuyên hay sao? Lúc này có cuộc gọi đến cho Hạ Thi Cầm, cô lưu tên trong danh bạ là Súc Sinh. Ngô Thần mỉm cười nhận ra ngay là thằng Súc Sinh Đinh Thụy Long, anh trấn an nói đừng sợ hắn, nghe máy đi. Hạ Thi cầm có anh Ngô bên cạnh liền đáp lại Đinh Thụy Long, nói đi. Thằng cu cậu Đinh Thụy Long sồn sồn như chó dại quát lớn, cô đang ở đâu, cô mang hân hân đi đâu rồi, trả lời tôi mau. Ngô thần nói khẽ, không sao cứ thành thật đi. Thi cầm nói, anh quát cái gì hả, tôi đang ở Đông Hải. Nghe thấy hai từ Đông Hải, thằng cu Đinh Thụy Long liền có chút nhớ lại kỷ niệm được anh Ngô tặng cho một vé vào bệnh viện. Hắn liền cáu gắt chửi, ôi địch, Đông Hải, đờ cơ mơ sao lại đến Đông Hải, đi với ai hả?